Chile là một quốc gia dài và hẹp dọc theo bờ biển phía Tây Nam Mỹ, mang đến một sức hấp dẫn đặc biệt cho du khách trên toàn thế giới. Với diện tích 7.566.112 km rộng lớn và dân số khoảng 20 triệu người, Chile là nơi lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn trong không gian thiên nhiên rộng mở. Tại đây, bạn còn có thể đắm chìm ánh mắt của mình trên những bãi biển khỏa thân đầy hấp dẫn, hay cùng khám phá 15 sự thật thú vị và kỳ lạ về Chile. Số 15. Bãi biển khỏa thân duy nhất của Chile. Nằm gần Valparaiso, Playa Luna là bãi biển khỏa thân chính thức duy nhất của Chile và được biết đến với biệt danh thiên đường không quần áo. Được ảnh hưởng bởi văn hóa hippie thập niên 1960, đây là nơi tụ họp của những người yêu thích tự do. Cho đến ngày nay, mỗi năm, nơi đây thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trải nghiệm sự hòa mình với thiên nhiên, đắm mình trong ánh nắng mặt trời và làn gió thay cho những bộ quần áo. Đây là một không gian hoàn hảo để tìm lại sự tự do đích thực. Tuy nhiên, đừng quên chuẩn bị kem chống nắng nhé. Số 14. Thiên đường bí mật của những chú chim cánh cụt. Chim cánh cụt thường gắn liền với Nam Cực lạnh giá, nhưng Chile cũng là quê hương của nhiều loài chim cánh cụt. Đặc biệt, chim cánh cụt Magellan có thể dễ dàng bắt gặp ở các khu vực ven biển và đảo của Chile, trong đó đảo Magdalena là nơi sinh sống chính của chúng. Khu vực này đã được chỉ định là khu bảo tồn, nơi bạn có thể quan sát những chú chim cánh cụt dễ thương tự do di chuyển. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường là những vấn đề lớn đe dọa đến chúng, và chính phủ Chile đang thực hiện các chính sách bảo vệ để duy trì thiên đường của loài chim này. Số 13. Quốc gia có hình dạng độc đáo nhất thế giới. Chile được gọi là quốc gia hình quả ớt vì hình dạng đặc biệt dài và hẹp dọc theo bờ biển phía Tây Nam Mỹ. Với chiều dài lên đến 6.435 km, đây là quốc gia có bờ biển dài thứ hai trên thế giới, nhưng chiều rộng trung bình chỉ khoảng 200 km. Chính hình dạng độc đáo này đã tạo ra một sự đa dạng tuyệt vời trong cảnh quan của Chile. Ở phía Bắc là sa mạc Atacama khô cằn nhất thế giới, trong khi phía Nam là những tảng băng và rừng xanh tươi. Dãy Andes cắt ngang quốc gia này, tạo nên những cảnh quan hùng vĩ. Số 12. Vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng thế giới. Rượu vang Chile nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt là rượu vang đỏ với hương vị và chất lượng tuyệt vời. Vùng sản xuất rượu vang chính của Chile, thung lũng Colchagua, tổ chức lễ hội rượu vang vào khoảng tháng 3 đến tháng 4, nơi du khách có thể thưởng thức rượu vang mới và tham gia vào các điệu nhảy truyền thống, âm nhạc của Chile. Rượu vang ở đây đủ sức làm say đắm lòng người, nhưng đừng uống quá nhiều kẻo sáng hôm sau bạn sẽ phải hối hận. Số 11. Những bức tượng ngoài huyền bí trên đảo Rapa Nui. Đảo Rapa Nui, hay còn gọi là đảo Phục Sinh, nằm giữa Thái Bình Dương, là một trong những địa điểm huyền bí nhất của Chile. Nơi đây có hơn 900 bức tượng ngoài khổng lồ, với chiều cao từ 3m đến 10m và trọng lượng lên tới 75 tấn. Những bức tượng này chứng tỏ tài năng và sự sáng tạo tuyệt vời của nền văn minh Rapa Nui cổ đại, và cách thức chế tạo, di chuyển chúng đến nay vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Hiện nay, đảo Phục Sinh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, thu hút các nhà thám hiểm và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi. Số 10. Quốc gia có trận động đất mạnh nhất thế giới. Chile nằm trong vành đai lửa, nơi xảy ra những trận động đất mạnh nhất thế giới. Trận động đất mạnh nhất trong lịch sử xảy ra vào năm 1960 tại Valdivia, có cường độ lên đến 9,5 độ Richter và được ghi nhận là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay. Trận động đất này không chỉ tác động đến Chile mà còn ảnh hưởng tới Hawaii, Nhật Bản và bờ biển phía Tây của Mỹ. Tuy nhiên, Chile đã vượt qua được thảm họa này bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng chống động đất hàng đầu, giúp các công trình đứng vững ngay cả khi nhảy múa trong cơn địa chấn. Số 9. Những xác ướp lâu đời nhất thế giới. Văn hóa Chincharo của Chile nổi tiếng với những xác ướp lâu đời nhất thế giới, có niên đại lên đến 7.000 năm. Những xác ướp này không chỉ đơn giản là bảo quản xác chết mà còn được trang trí tinh xảo với màu đỏ và đen, tạo thành những tác phẩm nghệ thuật. Những xác ướp này ra đời trước cả nền văn minh Ai Cập hơn 2.000 năm, thể hiện sự sáng tạo và tay nghề khéo léo của con người cổ đại. Số 8. Kính thiên văn lớn nhất thế giới. Chile nổi tiếng với bầu trời trong vắt và sáng, được mệnh danh là thánh địa thiên văn học. Sa mạc Atacama, với khí hậu khô ráo và độ cao cao, là nơi lý tưởng cho các đài quan sát thiên văn quốc tế. Vào năm 2024, kính thiên văn cực lớn của châu Âu,
với khẩu độ 939,3m, sẽ hoàn thành và trở thành kính thiên văn lớn nhất thế giới. Kính thiên văn này sẽ góp phần vào việc nghiên cứu các hành tinh ngoài hệ mặt trời và lỗ đen, giúp giải mã những bí mật của vũ trụ. Với những ai mơ ước khám phá bầu trời vô hạn, Chile thực sự là một địa điểm lý tưởng. Số 7. Hồ bơi lớn nhất thế giới. Tại khu nghỉ dưỡng San Alfonso del Mar ở Algarrobo, Chile, có hồ bơi lớn nhất thế giới được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Hồ bơi này dài 1013m, rộng 8 hecta, có thể chứa 250 triệu lít nước biển. Đây là nơi lý tưởng để du khách thư giãn và tận hưởng không gian rộng lớn, trong làn nước trong xanh từ biển Thái Bình Dương. Số 6. Sa mạc Atacama lạ lùng. Sa mạc Atacama, một trong những nơi khô cằn nhất thế giới, chỉ nhận được lượng mưa trung bình từ 1 đến 3mm mỗi năm. Có những nơi ở đây chưa bao giờ có mưa. Điều kiện khắc nghiệt này đã khiến các nhà khoa học NASA chọn nơi đây để thử nghiệm các robot và thiết bị thám hiểm sao hỏa, vì sa mạc Atacama có điều kiện tương tự như bề mặt sao hỏa. Ngoài ra, sa mạc này còn nổi tiếng với những địa điểm quan sát sao tuyệt vời, là nơi lý tưởng để các nhà thiên văn học nghiên cứu vũ trụ. Số 5. Nước được tự nhân hóa. Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới coi nước là tài nguyên công cộng, Chile lại có một quyết định khác biệt khi tư nhân hóa nguồn nước vào những năm 1980, cho phép các công ty tư nhân quản lý và cung cấp nước. Mặc dù việc này được kỳ vọng sẽ giúp sử dụng nước hiệu quả hơn, nhưng đã dẫn đến việc giá nước tăng và người dân ở khu vực nông thôn, cũng như những khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước. Tư nhân hóa mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp và thúc đẩy ngành xuất khẩu, nhưng cũng để lại những vấn đề về bất bình đẳng xã hội và môi trường. Số 4. Điệu nhảy quốc gia Cueca độc đáo. Cueca là điệu nhảy quốc gia của Chile, biểu tượng cho truyền thống và bản sắc quốc gia. Xuất phát từ các điệu nhảy dân gian châu Âu vào thế kỷ 16, điệu nhảy này mô phỏng hành động tán tỉnh giữa con gà trống và gà mái, với những động tác linh hoạt và vui tươi. Nam giới mặc mũ rộng và poncho truyền thống, thể hiện sự mạnh mẽ và tự tin, trong khi nữ giới mặc váy dài và thể hiện các động tác duyên dáng. Cueca đóng vai trò quan trọng trong các lễ hội và sự kiện cộng đồng, nơi mọi người cùng nhau nhảy múa và chia sẻ niềm vui. Số 3. Quốc gia của những ngọn núi lửa. Chile là một trong những quốc gia có hoạt động núi lửa mạnh mẽ nhất trên thế giới với hơn 2.000 ngọn núi lửa, trong đó có 500 ngọn vẫn còn hoạt động. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Chile chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các trận động đất và phun trào núi lửa. Một trong những ngọn núi lửa nổi tiếng nhất của Chile là núi lửa Villarrica, với miệng núi lửa có thể nhìn thấy từ xa, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp. Các ngọn núi lửa không chỉ thu hút các nhà thám hiểm mà còn tạo ra cảnh quan độc đáo cho các công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Số 2. Khí hậu đa dạng và đặc sắc. Chile có một khí hậu cực kỳ đa dạng, từ vùng sa mạc khô cằn phía Bắc đến vùng băng giá phía Nam. Đặc biệt, khí hậu ở Chile còn có sự thay đổi rõ rệt theo chiều dài đất nước. Phía Bắc có khí hậu khô nóng, trong khi phía Trung và Nam có khí hậu ôn đới và hải dương. Chính sự thay đổi khí hậu này tạo nên sự đa dạng về động thực vật, từ các loại động vật hoang dã ở sa mạc cho đến những loại chim, cá và động vật biển phong phú ở phía Nam. Số 1. Các kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời. Từ các dãy núi Andes hùng vĩ, hồ nước trong xanh của Patagonia, đến các bãi biển tuyệt đẹp và sa mạc Atacama khô cằn, Chile tự hào có những kỳ quan thiên nhiên nổi bật. Núi lửa Villarrica, công viên quốc gia Torres del Paine và đảo Chiloé đều là những điểm đến thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Với một cảnh quan đa dạng như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Chile được mệnh danh là quốc gia của thiên nhiên tuyệt vời. Hãy đăng ký kênh ngay bây giờ và bật thông báo để là người đầu tiên gặp gỡ những nội dung mới khi được tải lên, cùng nhau khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu của thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày tốt lành.